Dưới đôi bàn tay khéo léo, chị gái đã thổi hồn vào hoa. Những bó hoa hồng thật là đẹp. Bó hoa hồng rất đẹp này có giá 300.000. Hôm nay ngày 8 tháng 3, trên các tuyến phố lại tràn ngập các sắc hoa tươi. Mời các bạn cùng ngắm hoa với Thủy Thủy. Quay lại lịch sử bắt nguồn từ phong trào đấu tranh của công nhân ngành dệt nước Mỹ vào cuối thế kỷ 19, ngày 8 tháng 3 năm 1857. 50 năm sau cũng ngày 8 tháng 3, 15.000 phụ nữ xuống đường New York biểu tình, đòi tăng lương giảm giờ làm, yêu cầu bỏ chế độ bắt trẻ em vị thành niên làm việc. Trong hội nghị phụ nữ quốc tế lần thứ 2, tổ chức ngày 8 tháng 3 năm 1910, bà Clara Zetkin đã chọn đó là ngày để kỷ niệm phong trào đấu tranh, ngày làm 8 giờ, làm việc ngang nhau, bảo vệ bà mẹ và trẻ em. Từ đó, ngày 8 tháng 3 trở thành ngày biểu dương ý chí đấu tranh của phụ nữ trên khắp thế giới. Thế giới công nhận ngày 8 tháng 3 là ngày quốc tế phụ nữ. Một số quốc gia xem đó là ngày lễ lớn và tổ chức kỷ niệm với nhiều hoạt động khác nhau. Đàn ông thường gửi hoa và những món quà đến người phụ nữ quan trọng của cuộc đời họ, như là mẹ, chị, em gái, vợ hay người yêu. Nhưng ở châu Âu và Bắc Mỹ thì sẽ bị phụ nữ từ chối vì đó là hình thức vật chất tầm thường hay là dấu hiệu của sự bất bình đẳng giới. Từ năm 1975, Liên Hiệp Quốc đã lấy ngày 8 tháng 3 hàng năm làm ngày quốc tế phụ nữ. Còn ở Việt Nam, 8 tháng 3 trở thành ngày để tôn vinh phụ nữ trong tất cả mọi lĩnh vực và tầng lớp. Ít ai biết rằng ngày 8 tháng 3 còn được chọn làm ngày kỷ niệm cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, vị anh hùng dân tộc có công đánh đuổi giặc ngoại xâm vào năm 40 đầu công nguyên. Trang cá nhân tên là gì? Em tên là Nguyễn Bích Ngọc và cái máy của em nó vừa mới sập nguồn rồi. Vâng, chị có thể vào đấy kết bạn với em cũng được ạ. Có gì thì có thể ủng hộ em nhé. Chắc hôm nay chưa phải một bờ 18 sao? Trông rất là đẹp. Vâng. Đây là đồ handmade chứ? Vâng, đồ handmade ạ. Thật ra so với cả giá của hoa tươi thì nó cũng đắt hơn bao nhiêu đâu chị. Mày lại để được lâu. Đây là bọn em có bán đắt đi cũng không bán được đi. Không có người mua ấy, cho nên là cũng gọi là lấy công làm lãi thôi. Ví dụ như cái bông hoa này, chị nhìn mà xem nó rất là to này. Cái bông này bẩn này, nó cho dù chẳng may nó bẩn ấy, chị lôi ra chị rửa được. Rửa được. Trước em hay làm hoa giấy. Hoa giấy thì mọi người cũng hay kêu là nó không rửa được hoặc là nó bụi ấy. Ngày 8 tháng 3 năm 1965,
Bác Hồ đã tặng phụ nữ miền Nam 8 chữ vàng: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Và nhà nước đã tặng huân chương thành đồng hạng nhất để biểu dương những người phụ nữ anh hùng bất khuất. Bây giờ ở Việt Nam, để thể hiện sự tôn vinh người phụ nữ một điểm thế giới, các cơ quan đoàn thể và gia đình thường tổ chức kỷ niệm rất trang trọng. Mùng 8 tháng 3 tràn ngập hoa và những lời chúc tốt đẹp. Mùng 8 tháng 3 cũng là ngày để nam giới thể hiện sự chăm sóc yêu thương tới người phụ nữ mà họ yêu quý, trân trọng. Nhìn các anh tỉ mỉ lựa chọn từng bó hoa, từng bông hồng, ta cảm nhận rõ được điều đó. Các anh có thể lựa chọn một bó hoa ven đường với giá từ 10.000 đến 500.000 để tặng người phụ nữ yêu quý của mình. Nếu vào các cửa hàng, các shop hoa lớn cũng rất nhiều hoa đẹp với giá thành tương ứng dao động từ 300.000 đến 10 triệu đồng một bó hoa đẹp. Đối với phụ nữ, không quan trọng là bó hoa đó bao nhiêu tiền, mà quan trọng là tấm lòng của các anh gửi vào trong đó. Nhân ngày 8 tháng 3 hôm nay, thay mặt toàn thể phụ nữ, Thủy Thủy cảm ơn các anh, cảm ơn những điều tốt đẹp mà các anh đã dành cho phụ nữ. Nhân ngày 8 tháng 3 năm nay, năm 2022, Thủy Thủy gửi lời chúc đến các bà, các mẹ, các chị, các em gái một lời chúc hạnh phúc, vui vẻ, mạnh khỏe và luôn luôn xinh đẹp, rực rỡ như những đóa hoa.